Cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam nếu World Cup 2022 giữ nguyên 32 đội? Tờ The Times cho biết nhiều khả năng FIFA sẽ không tăng lên 48 mà giữ nguyên 32 đội dự World Cup 2022. Do đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện rất nhiều thử thách cho mục tiêu làm nên lịch sử của mình. Tờ The Times chia sẻ một nguồn tin từ FIFA cho biết, ý định tăng số đội lên thành 48 ở World Cup 2022 đã bị bỏ qua. Có quá nhiều thách thức về chính trị cũng như tính hợp lý ở quyết định này cho giải bóng đá lớn nhất thế giới. FIFA sẽ đưa ra quyết định chính thức vào ngày 5 tháng 6 và nếu vẫn giữ nguyên 32 đội vào VKK, châu Á sẽ vẫn chỉ có 4,5 suất. Khi đó, cuộc đua tranh ở khu vực châu Á hứa hẹn vô cùng khốc liệt. Sau những thành công vang dội ở cấp châu lục, đặc biệt là Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASEAN 2018 hay tứ kết ASEAN Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển quốc gia lần đầu có mặt ở VKK World Cup. Bản thân VFF cũng đặt nặng mục tiêu này, nên đầu tư tối đa cho đội tuyển quốc gia. Giống như mọi năm, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gồm 40 đội, không tính sơ loại. Chia làm 8 bảng và mỗi bảng 5 đội, 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, 12 đội. Sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng để tranh 4,5 suất dự World Cup 2022. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, 8 đội đứng đầu sẽ là hạt giống số 1 gồm Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Uruguay và Trung Quốc. Nhóm hạt giống số 2, từ thứ 9 đến 16, gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Liban, Oman, Jordan, Kitan và Việt Nam. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng thứ 16 và nếu chơi không tốt ở King F Cup, chúng ta sẽ tụt xuống nhóm hạt giống số 3 khi Palestine, Bahrain, Ấn Độ bám sát phía sau. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 16 châu Á với 1.227 điểm, còn Palestine đứng thứ 17 châu Á với 1.124 điểm. Do Palestine chưa có kế hoạch đá giao hữu vào tháng 6 năm 2019, loạt trận FIFA Day có tính điểm, nên số điểm của họ sẽ giữ nguyên. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở King F Cup. Nếu thất bại, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị trừ điểm và mất vị trí thứ 16 vào tay Palestine. Nếu bị tụt xuống thứ 17 châu Á trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp một trong 8 đội ở nhóm hạt giống số 2, trong đó có những đối thủ đáng gờm như Iraq, Syria, Uzbekistan. Giới chuyên môn trong nước đánh giá, việc có mặt trong nhóm 12 đội mạnh nhất cũng là thành công lớn với bóng đá Việt Nam thời điểm này. Do đó bằng mọi giá, đội tuyển Việt Nam phải giữ được vị trí 16 khu vực châu Á để tránh lá thăm khó thở ở vòng loại World Cup 2022. Ở khả năng thuận lợi nhất nếu giữ được suất hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam có thể đụng UAE, Trung Quốc, hạt giống số 1, và gặp Ấn Độ, Tajikistan, Philippines, hạt giống số 3. Cơ hội đi tiếp của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo rất sáng sủa. Kể cả khi không cạnh tranh được suất dự World Cup khi lọt vào vòng loại cuối cùng gồm 12 đội, hai bảng mỗi bảng 6 đội, hai đội đầu bảng giành vé chính thức, hai đội thứ ba đã play off tranh nửa suất còn lại. Đó cũng là thành công lớn với bóng đá Việt Nam. Tại vòng loại đầu tiên World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ ba sau Thái Lan và Iraq. Tuy nhiên ở bảng đấu này, Thái Lan giành ngôi đầu bảng, Iraq là đội thứ hai thành tích xuất sắc nhất để lọt vào vòng loại cuối cùng 12 đội. Ở bảng đấu gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE, Iraq tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan thua 8, hòa 2 và đứng cuối bảng. Rõ ràng, sự khốc liệt ở loạt trận này vẫn là điều gì đó quá sức với khu vực Đông Nam Á. Điểm số mà Việt Nam nhận được tại King F Cup 2019 sẽ tính như thế nào? Nếu thắng Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức, Việt Nam sẽ được cộng 4,5 điểm, nhưng nếu để thua, chúng ta sẽ bị trừ 5,5 điểm. Trong trường hợp thắng ở loạt penalty, chúng ta sẽ được cộng 2 điểm và thua bị trừ 0,5 điểm. Trong trường hợp thắng hoặc thua, chúng ta sẽ đối đầu với quốc gia cao hoặc Ấn Độ trong trận chung kết hoặc trận tranh hạng 3. Trong trường hợp gặp Ấn Độ, nếu thắng trong 90 phút, chúng ta sẽ được cộng 4,9 điểm và thua bị trừ 5,1 điểm. Nếu thắng trong loạt penalty, chúng ta sẽ cộng 2,4 điểm và thua bị trừ 0,1 điểm. Về trường hợp đối đầu với quốc gia cao, thắng trong 90 phút, Việt Nam sẽ được cộng 5,7 điểm và thua sẽ bị trừ 4,3 điểm. Nếu thắng trong loạt penalty,
chúng ta sẽ được cộng 3,2 điểm và thua bị trừ 0,7 điểm. Anh Minh,